Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Xin chúc tất cả các bác, quý cô bác, cùng quý anh chị, tất cả mọi người có một ngày mới làm việc và đầy hiệu quả. Hiện tại nhà Lử đã tiếp tục quay trở lại thôn HD để cùng bà con làm đường này. Hôm nay Lử sẽ tiếp tục quay trở lại đây để ghi hình cho tất cả quý cô bác, quý nhà hảo tâm mọi người biết về cái công tác chuẩn bị của bà con. Hiện tại thì mọi người đang tiếp tục là đập đá. Anh Xá thì hiện tại thì cũng đã bắt đầu dần là quen với máy khoan rồi các bác nhá. Và mấy anh em đây thì cũng đang cố gắng. Tại vì là anh Xá là người cũng chưa khoan bao giờ đó. Hôm nọ qua thì cũng có anh Xính ở Hấu Chua thì cũng ra để hướng dẫn. Thì ngày hôm nay thì anh cũng đã thuần thục hơn rất là nhiều rồi. Hôm nay anh em là cũng bảo với anh em là sẽ cố gắng đó, nhìn anh Xá để học để khoan luôn. Để mấy nữa thì anh em sẽ thay nhau để khoan. Ở video trước thì Lực tiếp tục quay trở lại Hấu Chua đó. Thì mấy bà con thì cũng đã khoan được cũng đã đập được những tảng đá tập kết ở đây các bác. Khu vực xung quanh đây thì bà con sẽ là cố gắng là sẽ khoan hết để khu vực ở phía trên này xuống nhé các bác. Đá đây thì cực kỳ là nhiều. Đấy, Sử là bắt đầu là cũng bắt đầu lao vào để khoan luôn.
các bạn. Cẩn thận nhá. Vỡ rồi đấy nha. Anh Sử là khoan được nhiều chưa? Anh Sử là khoan nhiều lần chưa? Hay là mới khoan lần đầu đấy? Cũng khoan mấy lần cả. Cố gắng lên nhá. Cố gắng anh em là anh Xá biết rồi, bây giờ anh Sử. Nhưng mà sắp tới là anh đùng cả anh Tủa nữa luôn nhá. Bốn anh em là cố gắng cùng học khoan luôn đi. Kiểu cái máy nó nặng ấy, anh em thay nhau khoan để cho đỡ mỏi. Đá ở đây thì được cái là nó cắt ngang này các bác, thì đập nó dễ vỡ hơn. Vỡ luôn rồi. Chỗ này là đất của nhà ai, nương của nhà ai đấy? Của bác gái này à? À. Thế là khoa đá này lại có cũng ít đất nhỉ? Bà con là nếu mà sau này muốn trồng ngô thì phải cõng đất lên để tạo cái hố ở đây để gieo trồng. Ê, phá đá sau này đi là sau này vẫn trồng ngô được đấy nhỉ? Rồi, trồng ngô. Trồng cho nó bớt ra thì trồng bớt cứ to mà. Trồng bớt ra thì bắt chó thì nó hạt giống. Hạt giống hay nhỉ? Đó. Thôi năm sau, năm nay thì mình cố gắng làm đường, năm sau thì trồng thoải mái. Đây, một công đôi việc luôn. Đá này hầu như là nó đều bám vào trong khu vực này, nó không liền nữa các bác. Tàng này được đấy. Tí tí. Hả? Đúng rồi, con lại kêu chị không khô. Chị khô nhỉ?
Ui, kẹp chân đó. Có trúng chân không? À, cẩn thận. Các bạn nghe thấy tiếng vang chưa? Hiện tại thì cũng đến là giờ trưa rồi. Thời tiết cũng khá là nắng. Một con tí nữa là Lử với lại anh Tủa sẽ đi xuống nhà để nấu cơm đợi mấy anh em cũng mấy chị em xuống để ăn trưa luôn. Nãy thì Lử cũng đi mang thức ăn từ trong huyện ra rồi. Đây tê rồi. Đã sắc lắm nhá. Thôi để mai em mua cho gia đình à, mai em mua cho mọi người mỗi người đôi găng tay nhá. Nếp phải vô lông tê à? Vô mà cân đủ vô lông tê tôi nhá. Đá này sắc quá.
Ai đi cứ được. Ai đi cũng được hả? Thế thì anh Lùng đi luộc cái thịt trước đi nhá. Đi em rồi. Mũi tàu mà. Chị em hoặc là anh ai đi cũng được. Em mua thịt để em treo ở xe. Đi luộc nhá. Trong cây là bà chỉ nó mua ở hầu nhá. Ừ. Móc hầu. Ừ, móc phù còn mềm mình gì. Ý là luôn đi tè một bàn tay này này để cho nó chín nhanh ấy. Xong rồi em cũng chuẩn bị xuống luôn. Đó là to đấy. Đấy, nó bị hẹp và khó đập đấy. Chị là gì à? Thì hấp thì to. Thì xanh. Áp vào tổng xanh. Con gái đi học về rồi à? Ăn cơm ở lớp luôn à? Con mắt về rửa thôi. Trong là chiều có học nữa không? Chiều không học đâu. Chiều không học rồi à? Hỏi xem mấy đứa ăn cơm chưa, không thì đi ăn cơm, tí nữa ăn cơm dưới này luôn. Mấy đứa con của anh ấy, với lại mấy cháu này. Nó hả? Ăn gì à? Đi học là ăn cơm bán chú luôn. Đi học này ăn cơm ngon đấy nhở? Chắc trẻ con là muốn đi học chứ không muốn về đấy. Ăn ngon đấy. Thằng bé kia là bao nhiêu tuổi rồi? Ba tuổi rưỡi. Ba tuổi rưỡi à? Ba tuổi rưỡi mà tự đi học, tự đi bộ đường này thì về nhà luôn á? Thế là sáng có anh có đưa các cháu đi học không? Vẫn đưa à? Còn lúc về là tự về? Ui dồi ôi. Không khác gì sinh tồn nữa các bạn. Thế rồi đi. Để thấy nhau. Chó. Thế cũng giờ chưa dám đến nhau ra thì.
sai mũ không? Nó phải nhìn to. To. To được phải to. À tròn. À sao đi. Đi luôn. Chắc là vỡ đấy. Nào mấy đứa kia đi về đi. Không ngồi ở đấy đâu. Chấp phút là dở. Chỉ cho một chế mà tôi dở đấy đây phải đi. Chúng rách chỉ dùng chồng. Chỉ không ngồi đấy đâu tôi phải đi. Vô dây. Chỗ không mở đấy. Đứt đôi luôn. Cái kia này thả thảm phụ bé luôn nhỏ bó chứ. Mấy đi lên trên này đi. Nó phụ dọc phụ bé. Nó cái này. Đây 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 đây, đỡ em dậy đi, đỡ em dậy đi. Cẩn thận nhá. Đấy, cố lên sắp ra rồi. Vỡ thành ba luôn. Xùi ù. Được đấy. Nó phải vỡ như này thì à, mới bỏ. Trong cái sắt nào này nào. Đây anh Xá là đang luộc thịt đây rồi nhá các bác. Nhà này thì cũng chỉ có mỗi một à, cái kiềng thế này thôi nên là phải đợi hơi lâu một chút. Chỗ này là nhà của anh em nhà anh Lùng à? Nhưng cứ tí à? Cứ tí rồi. Ờ cứ tí à? Ờ. Nên bà con chuyển ra đây để tiện cho công việc đi lại. Luộc xong là tí nữa là
đang đun nước đây để trần qua củ cải. Đấy, ngâm củ cải luôn đi anh. Quất trâu kìa, đấy. Con nào quất tạt à? Tạt cũng tạt. Đúng chả hả? Tại vì cái này nó trương ngay nó nhiều mà. Xong là để chiều bà con mình ăn tiếp. Chế mình trả ra xuống lên bắn rồi nhá. Đấy, củ cải khô các bác. Các bác nào mà muốn đặt hàng liên hệ thì có thể nhấn vào số màn hình đây. Đó, số điện thoại trực tiếp ở đây là 0387 761 631 nhá. Cái đeo bao giờ chị không? Giao lực kỳ cả. Đấy, củ cải mà. Củ cải khô đấy. Thế là chị bóp nồ đấy, cái này vẫn có cái bên nồ. Cái này ăn bao giờ chưa anh Lùng? Cái này chỉ nó đùa nhỉ? Sớm rồi. Thì gọi là mình làm để mình cho ấy thì nhà nào cũng cho rồi, nhưng mà kiểu để mình làm ăn ấy thì chưa ăn bao giờ. Đợi ngâm đây một lúc á để cho nó. Đợi ngâm một lúc xong là tí nữa mình rang với lại một ít thịt đấy luôn. Mấy cái Âu với cái bát ấy, sáng nay em vừa nãy em về là em vừa mua vào đấy. Bây giờ mình phải ăn đũa nhá với lại ăn bát nhá, luôn non tỉ thế nó à. Đấy, tập ăn vệ sinh dần luôn. Từ trước giờ bà con đây chắc cũng chỉ ăn thìa quen rồi. Thế nó sẽ gió lửa là tội nhỉ? Bảo tất cả các chị em về xuống đây ăn cơm nhá. Không như hôm nọ đâu, hôm nọ là mọi người là đi về ăn cơm, hôm nay là em mua thịt hoặc là phải vào ăn hết nhá. Ừ. Bây giờ là gần 12 giờ rồi, đài bắt đầu kêu rồi các bác. Chỗ này họ lắp một cái đài ở đây à? Cho nhiều vào. Cho nhiều vào. Đấy. Thì nhá, dùng cái canh thịt luộc thịt để pha luôn. Mạnh lên. Rồi, tao tí nữa chấm thịt luôn. Đấy, thảo lên. Ở đây có muối mình chính không em? Bên đây chứ mình chỉ chính mà. Có bỏ hôm nay cái chính nhỉ? Quả này giờ các bác ăn được phải ngâm lâu một chút nhá. Đây là hồi nãy là cũng chỉ ngâm nước lã, bà con cũng đi làm về cũng đói rồi nên là cũng ngâm nó chưa đủ lâu. Bà chị ngon đấy. Ngon đấy. Đấy là thằng bỏ ra đau thằng bỏng ra lúc mình chỉ ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc ông đi làm sau nhá. Được rồi. Con cứ nghỉ tầm 30 phút gì đấy đi làm. Tí nữa cái thịt này thì chấm với lại này này. Chấm với nước chấm. Nước chấm gì? Trông thấm nắng. Ông đang lấy một số trong điện đó à? Thấm điện à? Ra bên đây đà rồi. Trông nhiều gì thái mỏng một chút nữa. Thái mỏng một chút nhìn miếng thịt nó ngon hơn. Đấy cứ trông đi. Ngon. Đấy, thái đấy. Ngon đấy. Ngon đấy. Nhà cho bà con một ít thức ăn có thịt để còn có sức làm. Đây mềm mén là bà con cầm sẵn để đi ăn này các bác. Cái này là nhà chị chờ tự làm à? À. Đấy, mang cả đũa, cả rau cải. Nếu mà bình thường mà anh em là không mua thức ăn vào là
bà con sẽ phải ăn như thế này thôi các bác. Rất là thương. À, đổ nước lã luôn à? Lý cái đây lý con nào? Con nghĩ chỉ là đổ nước này để ăn này. Hôm nay thì nữ sẽ trải nghiệm một buổi với bà con. Thực ra là ngày xưa mình cũng đã từng ăn như này nhiều rồi, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ là bà con nó lại khổ như vậy. Mới chuẩn bị ăn cơm thôi, trong kia sắp được chưa? Chưa được à? Ờ, đấy. Đợi một chút nữa. Để xong ăn cơm. Rau chua này là nhà nào làm đấy? Rau chua nhà của bà làm à? Còn rau cải là của chị chở à? Ừ. Còn đỗ là của ai? Cái này là lại của em chở à? À. Đấy. Mỗi người lại mang một ít lên đây. Đấy có cái ông mà. Anh chơi lúc phan gì mà muốn phan rồi. Cả lúc phan mè đi à? Lúc phan mè chẳng. Đấy. Đấy đổ luôn vào cái ông đấy. Hả? Gì củ cải sắp được rồi đấy anh Sử ạ. Tao đau kia, đau kia. Không, không cần mì chính đâu. Cái này nó ngọt rồi. Cái này là cá di rồi. Cái này nó ngọt sẵn rồi. Làm ai đâu đi. Ôi, nó mổ đi. Ăn cơm đi bà ơi. Tanh đi, tanh ở vư. Anh em ơi, anh chè đấy. Mà ăn cơm đi, mà ăn cơm đi. Hả? Hôm nay bà con vất vả cả ngày rồi. Này ăn mềm mềm nha các bác. Chuẩn bị ăn cơm đi. No, no. Ngon. Ăn củ cải. Vừa ăn cơm đi em ơi, ăn xong rồi đi học. Ăn thịt đi nhá. Do là cũng không có ấy, nên là bà con ngồi nguyên một mâm thôi. Thức ăn thì cũng đầy đủ các bác. Xin mời tất cả các bác bữa cơm cùng biệt đội bà con thôn Ná Đê sau một buổi làm đường, đập đá làm đường. Ăn mềm mén này. Ăn mạnh lên nhá. Nó mở gió gì nhá. Nó tỉ tỉ hớ. Ăn mềm mén này. Lắp thịt ăn đi nhá. Anh Tủa với lại anh Sử nhá, không ngại đâu nhá. Nên nói cho đi nhá. Chiều nay em để lại một ít củ cải kia, là chiều nay mình lại rang với lại thịt mỡ này ăn tiếp nhá. Chiều nay thì chắc em không ăn cơm của mọi người được rồi. Thì mọi người tự ăn nhá. Nước chấm à. Nó chỉ dư cho nẻ của chó này em. À. Anh Nô là đi làm thuê có gọi điện về không? Chị bị chở. Chị Hú Tảnh đâu nào? Chị Hú á? Đi làm ở Trung Quốc à? Ừ. Đi làm theo hợp đồng ấy đúng không? Gọi được Zalo rồi. Gọi được Zalo rồi à? Ông Sáu vẫn gọi được à? Gọi được mà. Đi làm bên kia có được tiền không? Đi làm bên kia có được nhiều tiền không? Được ít đâu. Đúng ít à? Mới đi chắc chưa có lương đâu.
anh Nô đi nè, bây giờ chị chở làm đường cùng mấy anh em. Mà bà con mình cố gắng nốt. Năm nay là có cái tuyến đường đẹp đi rồi. Sau này là con cái là đi học là đỡ vất vả, không phải leo đồi nữa. Đậu bà con. Nó sẽ đi rồi mà. Đi rồi nha. Mình phải tập ăn đũa nhiều vào thì nó mới giữ vệ sinh được. Anh xử gấp gì đang đi nhá. Có lẽ là chấp phim của video của Thảo Mỹ Linh đến giờ kết thúc rồi. Các bác thấy video hay vậy nhé, các bạn đón chờ những video mới nhất ở ngôi làng Há Đề, nơi mà bà con còn 9 siêu nhân đang làm đập đá khoan đá để mở cái tuyến đường, sắp tới là sẽ nghiền bột đá. Các bác đón chờ những video mới nhất để đón chờ để biết rõ hơn về cái tiến độ của bà con ở đây. Và hiện giờ thì để bà con ăn cơm tự nhiên nhất thì là được, xin kết thúc video tại đây thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong video tiếp theo nhé.